Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố, những ngày qua, các ngành chức năng Đà Nẵng đã và đang tăng cường triển khai các phương án ứng phó với bão lũ, trong đó chú trọng công tác duy tu và bảo dưỡng các công trình thủy lợi trọng điểm trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. So với các năm trước thì mực nước tại các hồ lên rất chậm và vẫn còn tương đối thấp. Tuy nhiên, công tác duy tu bảo dưỡng các công trình thủy lợi trọng điểm, đặc biệt là tại các đập và các hồ chứa lớn trên địa bàn thành phố, vẫn được duy trì thường xuyên nhằm ứng phó kịp thời với các tình huống xảy ra, nhất là khi mùa mưa bão đang trong diễn biến rất là phức tạp như hiện nay. Hồ Đồng Xanh Đồng Nghệ, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang là một trong 19 hồ chứa do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Đà Nẵng quản lý và là một trong hai hồ chứa lớn nhất của thành phố. Số liệu thống kê tại thời điểm này cho thấy mực nước trong hồ mới chỉ đạt gần 50% dung tích, cao trình khoảng 2,4 m, tức là lưu lượng nước chỉ ở mức trung bình. Tuy nhiên, trong mùa mưa bão, việc kiểm tra thường xuyên các hệ thống cửa sập, tràn tự do và kênh thoát nước là hết sức quan trọng nhằm bảo đảm an toàn cho hệ thống đập của hồ chứa. Còn đây là đập Bara An Trạch, cũng tại xã Hòa Khương. Với hệ thống 12 cửa sập tự động, lượng nước đổ về đập kèm theo lượng đất thải mỗi khi mưa lớn rất nhiều. Nếu không kịp thời khơi thông dòng chảy, rác dồn lâu ngày sẽ gây tắc dòng nước, tạo áp lực rất lớn lên các cửa sập. Vì vậy, trạm cơ sở thường xuyên điều động nhân viên đến để gỡ rác và kiểm tra hệ thống thoát nước, bảo đảm đập hoạt động ổn định. Đơn vị đập dân An Trạch đây là thường xuyên là bãi anh em. Mà sau khi lượng nước nó lên lớn thì công ty sẽ điều động ở các đơn vị khác về tập trung vào xử lý cái lượng rác để cho nó đảm bảo nó thông suốt cái dòng chảy. Còn khi mà lượng rác nó vượt qua cái ngưỡng 4.8 mình xử lý không kịp á thì sẽ xử lý đứng ở trên cào mình xử lý để cho đứng trên cào xử lý, và khi mà lượng rác nó quá tải thì khi phải chờ bớt lượng nước nó xuống rồi mình xử lý tiếp để khơi thông trở lại cái hiện trạng ban đầu cho cái đập dân để đảm bảo an toàn cho cái đóng cái đập có cơn lũ kế tiếp. Công ty Thủy lợi Đà Nẵng cho biết, ngay khi bước vào mùa mưa bão, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để bảo đảm an toàn cho các công trình trọng điểm. Tuy nhiên, do diễn biến dịch phức tạp nên một số hoạt động bị hạn chế, công tác duy tu bảo dưỡng cũng gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý, một số công trình nhỏ khác vẫn đang thi công để duy tu bảo dưỡng. Công ty đang yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành sớm, kịp thời ứng phó với mưa bão sắp tới. Hiện nay thì có các hồ nhỏ trên địa bàn công ty quản lý đã đang thi công. Đó là như cái hồ Tân An ở Hòa Phú. Nói chung là hiện nay là cái công trình đang thi công, nhưng mà do cái mùa mưa lũ thì cái đơn vị chủ đầu tư là Ban Quản lý Nông nghiệp và cái như cái đơn vị thi công đã hoàn thiện cái phương án phòng chống lụt bão mà theo cái yêu cầu của công ty đặt ra.